Sau đấy thì mình sẽ bằng hai em bây program analyze structure mỗi structure analyze chỉ freeware mỗi mình chúng ta AUT structure chứ AUT structure này chỉ freeware đầm để analyze structure bạn nó analyze structure chỉ 2D tầng nấm 2D frame 2D track 2D cứ analyze bạn hay là tập hóa lưng cứ praga bạn nhé nhưng tiêm toa thì mới program thông thông ấy chỉ mới ít thế thì mới set pro ấy thì thả trong trang ai praga bạn chắc là tập bổ dương tập download program sẵn program này ở chỉ freeware chắc là nhầm chỗ tập download program á anh chắc là dùng chỗ mà đó thì vai bị là AUT AUT structure bị bổ biết structure nhé chắc là dùng vai AUT structure hay dùng enter tới như đừng khơ nhờ nè AUT structure nó bị khăn lời kia đó chắc là khăn một cái chỉ biết thay tại dương mạch khóa gì rồi ta lại AUT structure cho má dương chuột má dương đừng chưa ta đọc lại download program chắc download V bay cho spam chắc bay cho spam nó cứ vừa dần trong cloud đấy nhưng mà có ạp khơi nè program có miền ở cả ạp đời đấy thì đã chắc là dương download mà miền đi mua đi pi đi bay nè hay là thế nó chỉ menu có ạp đăng đó chắc là nhầm slop download một đoạn này download má nhầm slop download một đoạn hay dân gọi cho download mà program nó tối tệ mùi mùi nó tùm hôn viết tầm mùi chụp bằng mê tệ chắc là download thái nhầm dân chỗ tập phá bảo viết tầng admin bay nó mình đi mùi đi pi đi bay chắc là phải download thái dân extract viết tầng bay mà xanh má bạn dân ai install bạn dân extract viết tầng bay mà mùi pi bay chúng dân extract một bản set up lịch mỗi lịch pi lịch bảy chúng dân click set up tại mà đòn do anh mình create mình này program này phù với chữ freeware nè chúng với chữ freeware giờ anh mình qua ngay dân download bán set up mà chúng ở về thời gian set up tầm play tại program này phù với program tội mình đi hai program này run man lỏ nó là Windows 3 pi và học bốn này dân ai lên lên thì tới bị error mình ai khla những bật hay những bảo muốn cho bạn này phù với những bật hay bảo muốn cho chính xác những ạt bật program này cứ bật chắc chứ tôi gạt bật về đi về error nữa chắc là giờ tôi program mà AUT structure từ nè install lại ta AUT structure nát khơi nhỉ AUT từ này chứ nhỉ AUT structure nữa new dựng chơi lơ icon năng mới dựng bản program mà anh ấy từ sai dựng thua một đề là program năng bị môn máu anh chẳng bị chụp màu tại mà đòn chứ ở dựng thua một đề tới nhầm anh install mà đòn hay nhầm install mà vĩnh cái viên nó tại chụp đang nhầm còn đang thầm mình đây chứ ở bây dựng bản máu dựng đừng khơi nhờ tiền việc bình năng á chắc là về miền là bỏ cù lên lên trên đài như ngày một đề bàn chơi hay là video khó nhưng đồng phía PPT thì một đề video nếu như còn lại nọm xin tệ chắc chưa một bộ nhưng chưa nhiều blank project mà được coi dùng mình beam visa mình structure visa chỉ frame mình chỉ beam chứ những ai cù bàn chơi nữa cù khu này các bạn ở program của các bạn coi dùng một bộ nhưng vừa chỉ blank project hay mình đang cú nhưng chưa tới option unit chứ những program thì mình phải hai đường unit tính giờ mình nhạc comment tôi tra thấy bằng ta ở toàn khuyên cam program còn cao trở lại thì mới thay unit tự nhiên đã từ bốn nó đã từ ấy khu tập ra năng là hốt của cam bài cầm lắng nó nhưng khuyên là cam bài pi cầm lắng bàn bằng ta có vãi bài đặt bàn này vì program ở thư cao đó nó mình bạc cả lại năng tập ra cả chứ là kê cho là lấy từ bốn sạch khả năng để trong bàn là hại nè bắt đầu mất option grid chắc là create nó cái dân set tập tam thì dân chọn bàn tất cả phụ create nó cứ là cho như ai nếu việc click này mà mai tên tên này mà mai tên này thì dân quay phí dân apply mơ má tên này phí mát mặc ra ông phí mát nó hồi thì là khăn ý ra nhân đạp làm nhằm apply mơ má khăn đấy tên phí mát thì tập làm mát hay create nó dân ai sâu gì create line chứ các bạn á chỉ line đưa cả là tập hơn chứ các bạn thì tập phí lan như là phơi nhưng các bạn tôi có chỉ đợt nè chỉ đợt chẳng các bạn này chỉ đợt hay bỏ số món các bạn đó là khởi
chắc là YouTube tới bị dân chọn khơi chụp bằng gì đã chỉ lại nó việc khơi mạnh chụp bằng hay bây giờ bật xây dựng thực cả cú nhưng thực cả cú bị dân cú nó lên grid nó ai grid thì nhẹ snap ở dưới nó cái dân dân cho tới chết grid nè biết được snap grid nó ở dưới auto mà tại mà đó giờ là cú khô grid bán nè chẳng bên ở kia chẳng cú grid chẳng cú grid hay chẳng cú structure để miễn zone chụp pram zone chụp bay ấy dân ai mà set lại năng bàn như nên grid option mà nè chụp phẻ mày tới những ai cua member đã miền à nè nhưng miền ở vừa vài nhưng chụp phẻ mấy bạn ấy những chan tha với cú nhưng chụp cú máu nhưng chụp member xong cái này chụp member thôi cú nhưng miền thì nhạc màu đại lạng màu nhưng chụp cú máu nhưng từ mới đó cái này nhưng tía nhưng mới thành khổ nè lâu đây là hột nè thật ít từ màn này đi ít tới thì là hai ít tới của mùa dài anh ấy tới phèm cho phèm thì cái tới bay mai tại vì mà là anh chứ cái là như việc phèm dương hay việc phèm làng mình tiệt hả bộ bài mà này member để dương phòng bấm phòng nâng cứu nâng chắc là video này nhưng còn đã này nó tới hay program này chỉ free vé để dương ai trả bán hay là tập hóa cứ thả trâm trả ai trả cả bán ở bánh hả cứ đôi nhóm phèm mình chắc cứ bộ bài như vậy nó cứ đảm mắt cứ cài ạp bán đi nên mình bạc thì mối thì bây cà phê cho ạp sơ sát đài để sao ta chỉ free vé nó chúng ta cái bàn free web pra chẳng là cái riêng structural analysis là cái riêng structural analysis hay được dịch thuật lùm hạt nơi tiếc luôn ai ở trong mắt là trâu đi còn mình trâu khóc ai mất tôi hôm vô đấy tôi đã ấy dừng ở chỗ mà check bàn hay dùng ram nhận đã check pra program thông thông mà ram phải nhiều nhá dừng ở chỗ mà là analyze con bàn analyze frame của bàn tra của bàn đây hay là tập hóa cứ thật trầm trời tra bàn chắc là chụp nhiều video thì pí nhom nung prap chụp đa bằng hai vì vị trí prap program mới đi chắc ở video này còn tập video này nó mà dùng ai vô program install bản tập năng ai chắc ở video thì pí nhưng chụp kia dây bị ca prap video prap program mới nè chắc xong ở cuốn hay xong chụp video thì mới nâng tầm năng.